Nguyễn Cao Kỳ Duyên 4 hôn nhân kỳ lạ, người cũ chia tay vẫn chung giường, còn người mới lại ngủ riêng. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngay khi chào đời đã thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ cô, tuyệt sắc giai nhân Sài Gòn thập niên 60 là bà Đặng Tuyết Mai. Cô lại thừa hưởng đầy đủ trí tuệ và sự hài hước của người cha, cùng những nét tinh túy nhất của một người gốc Bắc. Do đó, ngay khi đặt chân vào làng giải trí hải ngoại, Kỳ Duyên đã tỏa sáng trong chớp mắt, nhưng không phải là may mắn ngẫu nhiên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên học đàn piano từ lúc 5 tuổi, 13 tuổi, cô được học thanh nhạc chuyên nghiệp, khiêu vũ và hội họa. Bà Đặng Tuyết Mai chú trọng đặc biệt đến sự phát triển của cô công chúa. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, bà đều đưa con gái đến các bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng, các nhà hát giao hưởng. Nhờ thế mà Kỳ Duyên dù học đại học ngành luật sư, nhưng vẫn sở hữu một tâm hồn giàu chất nghệ thuật. Ban đầu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi làm MC và đi hát, chỉ để kiếm tiền trang trải cho học phí đại học đắt đỏ. Ra trường cô vẫn hành nghề luật sư và chỉ thi thoảng nhận show cho vui. Tuy nhiên, những hồ sơ giấy tờ kiện tụng của cuộc sống phức tạp khiến mỗi lần trở về nhà của cô đều nặng trĩu mệt mỏi. Trong khi làm MC vừa vui, vừa thư giãn lại thu nhập cao, Kỳ Duyên chia sẻ, người ta mời tôi đến để nói mấy câu hài hước vui vẻ. Thu nhập từ một đêm làm MC bằng 3 tháng lương luật sư, thế thì sao tôi không bỏ nghề luật sư đi làm MC? Tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc sống riêng tư của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì không suôn sẻ. Nó đa đoan đúng như câu kiều tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc hôn nhân được cho là vô cùng môn đăng hộ đối này, cho ra đời 2 cô con gái, chồng bác sĩ, vợ luật sư. Cuộc sống sung túc, giàu có tưởng là không còn gì bằng. Thế nhưng nó đã kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi. Mặc dù Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa từng chia sẻ gì về cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng bà Đặng Tuyết Mai có nói trong cuốn hồi ký rằng bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm, không đồng điệu được với tâm hồn giàu cảm xúc và phóng khoáng của Kỳ Duyên. Thậm chí, ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó cứ tích tụ cho đến một ngày tình cảm mòn nhạt hết. Kỳ Duyên quyết định đâm đơn ly hôn. Cô trở về thời độc thân với 2 cô con gái nhỏ còn quá bé bỏng. Năm 2004, ở tuổi 39, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông của đời mình, cùng là MC và luật sư, Trịnh Hội. Những tưởng Kỳ Duyên sẽ đi đến cuối cuộc đời với chi âm chi kỳ của mình, nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài được 4 năm. Đầu tháng 5 năm 2008, tin đồn về sự rạn nứt của Kỳ Duyên và Trịnh Hội bắt đầu rộ lên, nhưng cả hai giữ im lặng. Mãi đến đầu tháng 12 năm 2008, thông qua trang cá nhân, Kỳ Duyên chính thức thông báo về sự tan vỡ. Sau 2 năm chia tay Kỳ Duyên, Trịnh Hội xây dựng gia đình với người vợ mới tên Mai Thi. Sau 2 cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp. 4 năm hôn nhân, người đàn bà đẹp không tuổi đã già đi khá nhiều. Tuy thế, bản năng mạnh mẽ và kiêu hãnh của một công chúa đã không thể quật ngã Kỳ Duyên. Cô nhanh chóng rạng người trở lại với cuộc tình thứ 3, một người đàn ông đẹp trai và tài hoa không kém là David Duy Hân. So với 2 người đàn ông trước, David Duy Hân nổi trội hơn hẳn về phong độ và ngoại hình. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao đã có tuổi, Kỳ Duyên vẫn giữ được bên mình người đàn ông như thế. Với sự hài hước quen thuộc, Kỳ Duyên trả lời, chỉ đàn ông đẹp mới có cơ hội yêu tôi. Mặc tin đồn David Duy Hân từng là tình cũ của Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên vẫn vui vẻ khẳng định cả hai không quan tâm đến quá khứ của nhau. Tuy nhiên sau 10 năm gắn bó thì Kỳ Duyên và bạn trai cũng chia tay trong sự tiếc nuối. Kỳ Duyên chia sẻ, chúng tôi cho nhau tự do, vì công việc, cả hai vẫn gặp nhau. Tôi không cho mối quan hệ của mình và anh ấy một tên gọi gì. Mối quan hệ của chúng tôi nếu gọi là một cặp thì cũng không đủ. Chúng tôi vẫn là bạn, đôi khi ngủ chung nhưng đôi khi không, và có thể ngủ với người khác. Điều này chỉ cần 2 người hiểu với nhau. Mình sống theo luật của mình mà, không hại ai. Một ngày nào đó người bạn trai tìm được tình yêu mới, tôi nghĩ mình cũng phải vui cho họ. Đó mới là bạn đời chứ. Nữ MC nổi tiếng chia sẻ rằng, chị không sợ khán giả đánh giá mình thế nào, vì chị là người thẳng thắn. Có sao nói vậy, mình làm gì cũng đúng với lương tâm. Nói như thế không có nghĩa thực tế tôi ngủ với người khác. Thực tế là tôi có quyền ấy. Đàn bà cần tình cảm, không dễ dàng lên giường với người khác. Hiện tại, sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, tới cuối năm 2020, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt. Cả hai nắm chặt tay nhau tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà nữ MC dành cho đối phương, cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa 2 người. Qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về, nếu anh chờ, lời hứa năm xưa em vẫn giữ. Từ nay mình nắm tay nhau đi suốt khoảng đường còn lại như anh đã hứa với em, anh nhé. Căn cứ vào bức ảnh được Kỳ Duyên công khai, không ít bình luận cho rằng ngoại hình người đàn ông rất giống MC Trịnh Hội. chồng cũ của cô. Đặc biệt, nhiều bạn bè của Kỳ Duyên cũng úp mở việc nữ MC tái hợp người chồng thứ hai sau hơn một thập kỷ ly hôn. Mới đây, đích thân Trịnh Hội đã xác nhận điều này. Anh tâm sự, hai người tái hợp từ thời điểm bà Đặng Tuyết Mai đau bệnh rồi qua đời. Trịnh Hội có thời gian ở bệnh viện đồng hành chăm sóc mẹ cùng Kỳ Duyên. Sau nhiều lần đổ vỡ, tìm được hạnh phúc lần thứ tư với Trịnh Hội. Theo MC Kỳ Duyên cho biết, những lý do khiến người trong cuộc không cảm thấy hạnh phúc vì ghen tuông, nghi ngờ. MC Hải Ngoại cũng đưa ra lời khuyên với những người đang trong cuộc sống hôn nhân nên biết cách dung hòa giữa việc tạo cảm giác lãng mạn vợ chồng và cần có những khoảng không gian riêng tư. Tôi biết có những cô bạn, mỗi lần đi mua sắm về là phải giấu chồng, để đồ ngoài xe, rồi lén lút vì tiền để chung với nhau. Ai xài đồng nào, người kia cũng biết. Như thế, cảm giác ngột ngạt, không có tự do trong chi tiêu. Theo tôi, không để chung tiền bạc mà chỉ đóng góp một phần vào quỹ chung. Ai muốn mua gì được tự do trong khoản chi tiêu của người ấy. Vợ chồng cũng cần làm mới bản thân, không nên để mình trở thành nhàm chán, mất lửa vì đã ở với nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ. Đáng chú ý trong clip chia sẻ về bài học rút ra từ hôn nhân, Kỳ Duyên thẳng thắn, nếu bây giờ cho tôi trở lại, lấy chồng lại thì tôi sẽ nói với người đó rằng, em với anh ngủ hai phòng khác nhau đi, mình ở chung nhà nhưng ngủ ở hai phòng khác nhau, để khi nào muốn hẹn hò thì nói trước, hôm đó, mình sẽ dành trọn thời gian cho nhau, tạo cảm giác háo hức, tươi mới. Ngày xưa, lúc nào tôi cũng nằm cạnh chồng, sau này khi được ở một mình, tôi thấy rất thoải mái, có không gian riêng. Dù được cho là đã tái hợp với Trịnh Hội, nhưng mới đây, Kỳ Duyên lại khiến khán giả tò mò hơn nữa, khi tuyên bố, dù đã bước vào lứa tuổi U60, nhưng chị vẫn có bạn trai. Nói thật, tôi chưa bao giờ độc thân, chỉ là thiên hạ có biết hay không thôi, tôi là người rất đam mê trong tình yêu, nên không có chuyện độc thân quá lâu đâu. Nữ MC cho hay, chị không muốn chia sẻ về chuyện tình cảm vì muốn có cảm giác tự do, muốn mọi người nghĩ mình vẫn còn độc thân. Kỳ Duyên cũng tiết lộ, bạn trai chị không phải người làm trong ngành nghệ thuật nên chị không muốn người này phải chịu áp lực từ dư luận. Tôi là người của công chúng, quen với mũi dùi của thiên hạ rồi, nay họ yêu mình mai họ ghét mình chỉ vì một câu nói, rồi sóng gió ập đến. Tôi quen điều đó rồi nhưng người bên tôi không phải nghệ sĩ, không phải người nổi tiếng, nên tôi không muốn lôi họ vào, muốn giữ bình yêu cho họ. Cũng trong chương trình, nữ MC cho hay chị đã nghĩ đến việc giã từ sân khấu sau nhiều năm cầm mic. Tôi muốn giã từ sân khấu trước khi nó giã từ mình. Trong công việc, chúng ta nên biết điểm dừng. Nếu một ngày quá già để đứng trên sân khấu, quá già để mặc những bộ cánh xinh đẹp, tôi sẽ không ở vị trí đó nữa. Tôi không bao giờ muốn trở thành nỗi chán trường, ngán ngẩm trong lòng khán giả. Vì vậy tôi sẽ dừng lại ở thời điểm bản thân còn có thể để lại chút gì để nhớ, để thương. Hiện tại, có lẽ chồng của Kỳ Duyên vẫn là một ẩn số, vì nữ MC khẳng định cô không cần một cuộc hôn nhân, chỉ cần một tình yêu bên mình là đủ.